Thưa quý vị, theo đại diện thanh tra Bộ Xây dựng thì trong thời gian tới, Bộ sẽ thực hiện thanh tra tại 12 tập đoàn bất động sản lớn của Việt Nam. Đây là đợt kiểm tra được thực hiện theo định kỳ, chứ không phải là đợt kiểm tra đột xuất hay bất thường. Theo thông tin từ Bộ Xây dựng trong năm nay, đơn vị này sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là công tác rà soát lại các hoạt động trong giai đoạn năm 2011 đến năm 2015 và để định hướng trong giai đoạn tiếp theo cũng trong đợt này, Bộ Xây dựng cũng sẽ thực hiện thanh tra định kỳ ở 12 tập đoàn bất động sản lớn của Việt Nam. Qua đó đoàn thanh tra sẽ rà soát việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản của chủ đầu tư và dự án xây dựng các tuyến đường giao thông ở các khu đô thị. Đồng thời thanh tra Bộ Xây dựng cũng sẽ phối hợp với các địa phương liên quan để làm rõ việc chấp hành pháp luật, quy định chính sách của nhà nước về quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp này trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016 bộ xây dựng cũng xác định đây là đợt thanh tra định kỳ là công việc thường xuyên phải làm hàng năm của thanh tra xây dựng chứ không phải là thanh tra độc xuất hay bất thường